Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vâng, chuyên gia của chương trình ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu giáo sư Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Ung biếu Y học Hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai. Và trước khi bước vào chương trình, xin mời giáo sư, xin mời quý vị khán giả theo dõi những tổng hợp của chúng tôi. Đau đầu do u não là một dạng bệnh vô cùng nguy hiểm. Đối với những người ít bị đau đầu hoặc chưa từng bị đau đầu trong một khoảng thời gian ngắn, các cơn đau liên tục tấn công sẽ khiến cho người bệnh hoang mang. Các triệu chứng của bệnh đau đầu u não là đau đầu có kèm theo co giật, thay đổi thị lực và thính giác, yếu tay chân hoặc suy giảm nhận thức, đau nhói đầu thường xuyên, nhói đầu mạnh khi cúi xuống hoặc vận động cơ thể, mẫn cảm với ánh sáng, trí nhớ giảm sút, không tiết chế được hành vi. Thông thường không phải cứ khi mắc bệnh đau đầu thường xuyên mà có thể chẩn đoán người bệnh bị u não. Tùy thuộc vào vị trí của khối u mà căn bệnh nguy hiểm này có thể mất vài tháng, thậm chí nhiều năm mới phát hiện ra các triệu chứng của bệnh. Do có những nguyên nhân khá giống nhau với đau nửa đầu, thường gặp ở mọi lứa tuổi mà đôi khi u não khó được phát hiện và điều trị sớm. Vì vậy khi đau đầu liên tục và có những dấu hiệu như trên, bạn cần phải tới ngay bác sĩ để kiểm tra và chẩn đoán kịp thời. Hơn nữa, một lưu ý cho những người bị mắc bệnh đau nửa đầu nên mang theo mình một cuốn nhật ký để ghi chép kỹ càng dấu hiệu, thời gian, mức độ các cơn đau xảy ra sẽ giúp bạn phòng ngừa và điều trị tốt nhất căn bệnh này. Vâng, thưa giáo sư Mai Trọng Khoa, có thể thấy rằng là khi mà chúng ta nhắc đến ung thư thì đã là một cái nỗi kinh hoàng của người bệnh. Thế nhưng mà khi mà ung thư di căn vào não hay là những cái bệnh lý ở sọ não thì còn kinh hoàng hơn. Thế nhưng mà được biết là hiện nay tại Trung tâm Y học Hạt nhân của chúng ta đã chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân bị những căn bệnh bệnh lý ở não. Vậy giáo sư có thể chia sẻ đôi chút về việc này không ạ? Não là một cái cơ quan rất đặc biệt, nó có cái hàng rào vào não, không phải là thuốc nào có thể vào được. Chính vì trước những khó khăn và thách thức như thế thì chúng ta cần phải giải quyết vấn đề đó như thế nào. Đó là sử dụng những cái công nghệ, những kỹ thuật mà bằng các kỹ thuật khác khó thực hiện được. Thì đó là một kỹ thuật xạ phẫu. Kỹ thuật xạ phẫu nó là một kỹ thuật gì? Hiện nay chúng ta sử dụng cái nguồn bức xạ từ bên ngoài chiếu vào. Nếu chúng ta chiếu khoảng trùng tiếp bức xạ từ bên ngoài chiếu vào và trong một cái vùng rộng lớn của nó thì chúng ta có thể sử dụng, đó là kỹ thuật xạ trị bằng các máy xạ trị gia tốc, xạ trị máy xạ trị gia tốc vân vân, hoặc là sử dụng những cái thiết bị mà hỗ tụ các trùng tia bức xạ, một trùng tia hoặc là nhiều trùng tia hướng vào một điểm, người ta kỹ thuật xạ phẫu. Thì ví dụ là xạ phẫu bằng dao gamma hoặc là sử dụng các nguồn bức xạ gắn trên một cánh tay robot, đó là cái thuật xạ trị bằng cái thuật Sampenai, vân vân, rất nhiều các kỹ thuật khác nữa. Tại Trung tâm Y học Ung biếu chúng tôi là đối với những trường hợp đó, chúng tôi sử dụng cái ngoài kỹ thuật xạ trị thông thường, chúng có kỹ thuật xạ phẫu bằng dao gamma quay. Kỹ thuật xạ phẫu bằng dao gamma quay có một ưu điểm là có nhiều trùng bức xạ hướng vào một điểm và vừa bắn vừa quay trên các cái quỹ đạo khác nhau và làm cho khối u bị tiêu diệt, nhận được liều bức xạ cao nhất, nhưng mà các cái tổn thương, tức là các cái tổ chức lành sẽ bị ít cái tổn thương, những cái tác dụng của phản xạ trị ít nhất. Và chính vì thế mà hiện nay với các kỹ thuật xạ phẫu như là dao gamma kinh điển hoặc là dao, các thiết bị xạ phẫu bằng dao gamma quay hoặc là Sampenai hoặc là các thiết bị xạ phẫu tích hợp với máy xạ trị v.v. đã giải quyết được vấn đề này một cách tương đối tốt. Và cụ thể là như tại Trung tâm Y học Hạt nhân của chúng tôi hiện nay có khoảng gần 4.000 ca. Những trường hợp đó là gì? Một là những trường hợp ung thư nơi khác di căn vào não, nếu kích thước dưới 5 cm là chúng tôi có thể tiến hành kỹ thuật xạ phẫu này. Lớn hơn chúng ta phải sử dụng bằng kỹ thuật xạ trị khác. Đó là những trường hợp mà có u nguyên phát tại não, có rất nhiều các cái tổn thương u nguyên phát tại não. Một nhóm nữa là các cái bệnh về liên quan đến mạch, các cái dị dạng thông động tĩnh mạch, hoặc là những trường hợp là các cái u dây thần kinh số 8, hoặc là những trường hợp đau do dây thần kinh số 5 và nhiều trường hợp hơn nữa. Tổng hợp lại cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã điều trị rất khá thành công
cho hàng loạt các bệnh nhân, cái nhóm đối tượng này đặc biệt hiệu quả cho hai cái nhóm lớn, đó là những trường hợp u nguyên phát tại não, hai là các tổn thương ung thư di căn. Thì các chỉ định của nó có thể được sử dụng là đó là những u mà đã phẫu thuật. Vâng, giáo sư vừa nhắc đến đó là phương pháp xạ phẫu đúng không ạ? Thế vậy những cái bệnh nhân như thế nào thì có thể tiếp cận được với phương pháp này ạ? Bởi phương pháp này cũng khá là hiện đại và cái chi phí của nó thì ra sao? Tiêu chí chúng ta là như chúng ta đã đề cập là làm sao có được công nghệ cao nhưng cái giá thành phải hợp lý để những người có thu nhập bình thường có thể tiệm cận được vào. Vậy làm thế nào để giải quyết bài toán này? Thì chúng tôi cũng đã tìm nhiều cách khác nhau và cũng rất là thuận lợi hiện nay với nhiều cái cơ chế khác nhau, sự hỗ trợ từ Bộ Y tế, từ cơ quan bảo hiểm, từ phía các bệnh viện. Thì hiện nay đối với kỹ thuật này là thay vì từ 15 đến 25 đô la tùy theo quốc gia, tùy theo bang, ví dụ Mỹ chẳng hạn, thì ở Việt Nam chúng tôi chỉ thu có 45 triệu. Trong số 45 triệu đó thì bảo hiểm chi trả phần lớn trong đấy, nghĩa là bệnh nhân chỉ cần phải trả một chi phí vừa đủ trong tổng số 45 triệu đấy. Và cho đến thời điểm này thì hầu hết các bệnh nhân, các công chức bình thường như chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận với kỹ thuật này. Và đấy cũng là lý do mà bên cạnh hiệu quả của nó, do nhiều bệnh nhân có thu nhập bình thường có thể tiệm cận đấy, nên hiện nay chúng tôi đã làm được khoảng gần 4.000 ca và có thể nói là một cái thành công ở hai góc độ về mặt chuyên môn và thành công trong cộng đồng, hướng tới một kỹ thuật cao nhưng có thể giúp cho những người có lao động, những lao động bình thường có cái thu nhập bình thường rồi như là các công chức chúng ta có thể tiệm cận được. Và với cái sự giúp đỡ hỗ trợ của cơ quan bảo hiểm cũng như sự đồng chi trả của người bệnh thì có thể nói là hàng rất rất nhiều bệnh nhân trước kia phải ra nước ngoài thì nay đã được tận dụng sử dụng các cái kỹ thuật này tại trong nước và tiết kiệm một chi phí không hề nhỏ do việc đi lại và nhiều việc như các liên quan khác. Như giáo sư vừa có chia sẻ thì đó là hiện nay trung tâm ung bướu của chúng ta đã điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân mắc những cái căn bệnh liên quan đến bệnh lý ở sọ não. Vậy hiện nay thì cái tình trạng sức khỏe của những bệnh nhân này như thế nào rồi ạ? Hiện nay thì đúng là có hàng ngàn bệnh nhân. Tuy nhiên như tôi đã nói thì là do có nhiều loại khối u khác nhau, nhiều loại bệnh lý khác nhau. Do vậy mà cái hiệu quả cũng như là cái tính an toàn cũng như là các cái kết quả nó không đồng nhất nhau. Nếu như là những bệnh nhân mà đến sớm được xử lý tốt thì có rất nhiều các bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn. Mà thay vì trước đó nếu không có công nghệ này, cái kỹ thuật này thì bệnh nhân có thể tử vong. Tôi lấy ví dụ có những tổn thương ở thân não chẳng hạn, thì hiện nay có rất nhiều các bệnh nhân đã trở về cuộc sống lao động bình thường. Tuy nhiên sẽ có những cái bệnh khối u, những tổn thương mà chúng ta chỉ giải quyết được trong một thời gian nào đó. Ví dụ như là các tổn thương ung thư di căn vỏ não chẳng hạn. Nếu chúng ta không làm gì thì bệnh nhân sẽ chết do cái di căn vỏ não chứ không phải ung nguyên phát. Thì chúng tôi đã cứu được rất nhiều các bệnh nhân là có những tổn thương ở não do di căn chẳng hạn, thì chúng tôi đã làm bằng công nghệ này, chúng làm chỉ trong một thời gian rất ngắn mà khối u đã giảm đi thể tích rất là nhiều, giảm áp lực sọ não và sau một thời gian lớn biến mất và bệnh nhân được trở về với cái việc điều trị phương pháp truyền thống khối u nguyên phát chẳng hạn. Hoặc là có những phương pháp là bệnh nhân không thể phẫu thuật được hoặc phẫu thuật rồi tái phát, thì nếu như không có phương pháp này thì bệnh nhân không có cách nào chữa, thì nay nhờ phương pháp này thì có rất nhiều bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn hoặc là kéo dài thời gian bị tái phát. Căn bệnh u não vốn là một căn bệnh nguy hiểm hay gặp ở những người lớn tuổi. Khối u làm tổn thương đến não của bệnh nhân, khiến họ đau và không thể làm được việc. Ngoài ra, khối u còn gây tác động khiến năng lượng dự trữ trong cơ thể của bạn suy giảm một cách nhanh chóng. Lúc này, nguồn dinh dưỡng cho bệnh nhân u não cần dồi dào từ bên ngoài nhằm cung cấp đầy đủ năng lượng calo để bệnh nhân có thể duy trì được cân nặng và cơ bắp. Và sự lựa chọn thực phẩm cẩn thận sẽ tăng cường thêm cho hệ thống miễn dịch trong cơ thể, khởi động nó để chiến đấu chống lại căn bệnh u não. Cần tránh những loại chất béo bão hòa, có một chế độ ăn dầu lành mạnh là chọn các loại dầu từ thực vật có chất béo omega 9, từ dầu đậu nành, dầu ô liu hay dầu hạt cải để cung cấp cũng làm giảm viêm và sưng tấy. Còn một loại chất béo nữa có tên là omega 3 rất có lợi trong việc giảm sức đề kháng khối u trong quá trình đã và đang điều trị. Chất này thường tìm thấy trong các loại cá hồi,
được chứng minh là rất tốt đối với người u não. Nguồn chất béo này cần phải sử dụng điều độ trong bữa ăn, không nên ăn nhiều quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người bệnh. Giảm lượng đường ở trong chế độ ăn uống của người bệnh, các tế bào ung thư có xu hướng tiêu thụ 10 đến 15 lần đường hơn tế bào bình thường, nên làm gia tăng nguy cơ viêm nhiễm tại khối u. Trong khi điều trị u não, khẩu phần ăn của người bệnh nên giảm lượng tiêu thụ các loại đường. Thay vào đó là những sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt và những loại rau quả mà có tính ngọt mát, có thể là khoai lang. Tăng lượng chất xơ trong cơ thể. Một chế độ ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm thiểu triệu chứng táo bón hay tiêu chảy, giảm cholesterol và chất béo được trung hòa, điều hòa lượng đường trong máu. Chất xơ bạn có thể tìm thấy ở các loại ngũ cốc, trái cây tươi, rau quả và các loại đậu. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Mai Trọng Khoa đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là chuyên mục Địa chỉ đỏ. Chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin về những buổi tư vấn, những phòng khám miễn phí trên cả nước. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Impact Health Việt Nam đến từ Hoa Kỳ vừa công bố chương trình hợp tác y tế với các bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ và bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Theo đó, tổ chức này sẽ hỗ trợ những kiến thức chuyên môn về tim mạch cho người lớn, cung cấp trang thiết bị, các loại thuốc cần thiết cho khoa tim, van tim phục vụ bệnh nhân nghèo. Đoàn sẽ phối hợp với bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phẫu thuật tim hở, hỗ trợ van tim, stent và một phần chi phí cho các bệnh nhân nghèo được chỉ định mổ trong đợt này. Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2015, tổ chức này cũng sẽ hỗ trợ chuyên môn cấp cứu, hồi sức tim cho Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và các bệnh viện tuyến huyện gồm Rồng Riềng, Hà Tiên, Phú Quốc.